Tử vi chọn đời tuổi Ất Tỵ 1960 năm 2021 Tân Sửu. Năm 2020 có thể coi là một năm vô cùng khó khăn của tất cả 12 con giáp do chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Nhưng khi bước sang năm 2021, có lẽ mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều, thuận lợi hơn rất nhiều so với hiện nay. Các con giáp khi bước sang năm 2021 Tân Sửu sẽ như thế nào? Và cụ thể trong ngày hôm nay, kênh Tử Vi xin giới thiệu với tất cả các bạn tử vi năm 2021 dành cho những người tuổi Ất Tỵ 1960 năm nay đã 57 tuổi. Các bạn hãy xem thông tin chi tiết trong video này nhé. Xin mời. Tuổi Ất Tỵ 1960 năm sinh dương lịch từ ngày 1 tháng 2 năm 1960 đến ngày 20 tháng 1 năm 1966. Ất Tỵ hay còn được gọi là xuất huyệt chi xà, rắn rời khỏi hang. Mạng Phúc Đăng Hỏa, lửa đèn nhỏ, khắc Xoa Xuyến Kim, con nhà Xích Đế tần khổ, xương con rắn tướng tình con trâu, ông Quan Đế độ mạng. Thiên Can thuộc Thiên Can Ất, tương hợp với Thiên Can Canh, tương hình với Thiên Can Kỷ, Thiên Can Tân. Địa Chi Tỵ, tam hợp với Tỵ, Dậu và Sửu, tứ hình xung Dần, Thân, Tỵ, Hợi. Nam mạng cung Cấn thuộc Thổ, nữ mạng cung Đoài thuộc Kim. Tuổi Ất Tỵ là những người rất khôn ngoan, thích học hỏi, là những người có tầm nhìn xa, trông rộng, nhưng với bản tính ôn hòa, không muốn va chạm, cho nên khó làm được những chuyện lớn. Nếu có điều kiện học hành tới nơi tới chốn, dễ có địa vị cao trong các lĩnh vực văn chương, nghiên cứu, giáo dục, nặng về trí tuệ hơn là chân tay. Tuổi Ất Tỵ là những người có nếp sống nội tâm sâu đậm, cuộc sống thường khép kín, ít bạn thân, cho nên thường làm việc một mình, sự nghiệp từ từ đi lên nhưng không quá to lớn. Tuổi trẻ có nhiều gian khổ, thân tự lập thân, xa quê hương dễ làm nên sự nghiệp, đi vào trung vận, sự nghiệp được dần dần ổn định. Càng lớn tuổi thì tài lộc càng dồi dào, tuổi già an nhàn và phú túc. Ất Tỵ với ngũ hành nạp âm thuộc hành hỏa, do Thiên Can Ất thuộc ngũ hành mộc ghép với Địa Chi Tỵ thuộc ngũ hành hỏa. Ta có mộc sinh nhập cho hỏa, cho nên Thiên Can sinh cho Địa Chi. Ngũ hành nạp âm và Thiên Can Địa Chi lại tương hợp ngũ hành với nhau, cho nên tuổi Ất Tỵ thuộc lứa tuổi có căn bản vững chắc, thực lực hơn người, nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời, từ thời Tiền Vận cho tới Hậu Vận. Dù trong năm xung tháng hạn cô gặp những khó khăn hay trở ngại thì cũng có quý nhân đứng ra để giúp sức vượt qua một cách dễ dàng. Tuy nhiên, Ất Tỵ có chứa nhiều hỏa tính trong tuổi, càng lớn tuổi càng thiếu chất thủy kiềm chế, khiến cho các bộ phận như tim, ruột, lưỡi dễ có vấn đề, vì vậy hãy lên lưu tâm. Tuổi Ất Tỵ thuộc mẫu người cẩn trọng, làm việc chu đáo, ít khi bị mắc sai lầm, đó chính là đặc tính của Thiên Can Ất, và tính cách thường đa nghi, thích làm việc riêng rẽ một mình, âm thầm kín đáo, đó chính là đặc điểm của Địa Chi Tỵ cầm tinh con rắn. Vì thế, từ trong ẩn khuất nhìn ra, Ất Tỵ dễ dàng nhìn thấy cái hay, cái dở của người khác để có thể mà rút kinh nghiệm, cho nên khi hành động thường có kết quả, dễ thành công. Đây là mẫu người có lý tưởng cao xa nhưng chỉ thành công ở buổi ban đầu, giai đoạn trước 30 tuổi. Đây thuộc là thời kỳ vàng son của những người tuổi Ất Tỵ. Thông minh, hiếu học, nhiều tư tưởng, có óc khám phá, có nghị luận sắc bén, nếu như bớt đa nghi thì thật là hoàn hảo. Tuổi Ất Tỵ hợp với những người tuổi Tân Dậu, Đinh Dậu, Kỷ Dậu, Quý Sửu, Kỷ Sửu, Tân Sửu, Kỷ Tỵ, Đinh Tỵ thuộc ngũ hành mộc, hành hỏa và hành thổ, kỵ với những người Tân Hợi, Quý Hợi và các tuổi mạng thủy, mạng kim, mang Thiên Can Canh và Tân. Tuổi Ất Tỵ là những người rất dễ giao tiếp, năng động, sôi nổi và có phần hơi ồn ào. Họ có thể công khai bày tỏ quan điểm của mình, áp đặt quan điểm này cho người khác. Con giáp này có khả năng thay đổi quan điểm của những kẻ cứng đầu nhất. Họ chẳng mấy khó khăn khi thuyết phục bạn rằng ý tưởng của họ vượt trội hơn cả so với bạn về điều này. Tính cách của tuổi Ất Tỵ là những người hoạt bát, vui vẻ, thích trở thành những người nổi bật giữa đám đông. Dù là tham gia những chuyện hoang đường đến như thế nào thì họ cũng sẽ cố gắng để trở nên nổi bật. Họ thích các hoạt động xã giao, không ngại thể hiện trước đám đông, có thể thoải mái nhảy múa, ca hát hoặc diễn kịch. Họ có tố chất của diễn viên, tuy không phải là những người tự vẽ ra câu chuyện cho mình, nhưng họ biết cách làm như thế nào để mọi người có thể tin và đồng cảm với mình. Những người tuổi Ất Tỵ có một sức hút kỳ lạ, sự cuốn hút đặc biệt của họ toát ra từ chính con người của họ. Sự quyến rũ, tài ăn nói, tài thuyết phục khiến cho họ có rất nhiều tiềm năng để phát triển nếu như đi theo nghiệp của chính trị. Họ không phải là mẫu người an phận thủ thường, cũng khó có thể ổn định yên lành ở một chỗ. Họ luôn cần có sự thay đổi, không đủ kiên nhẫn với những người cố chấp và không muốn thay đổi. Có điều, người bình thường lại có thể thành công nhờ có sự nghị lực, nhưng điều đó không phải là những thứ mà tuổi Ất Tỵ có được. Họ có thể tồn tại ở trong một tập thể đề cao những quy tắc. Họ luôn không ngừng tìm kiếm sự mới mẻ, cũng có nhiều ý tưởng khác biệt và độc đáo. Khi cảm nhận được sự nguy hiểm hay bị đe dọa, họ sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, không hẹn ngày gặp lại. Tính cách có phần hơi nóng nảy, bốc đồng, thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy, cho nên họ là những người thích tự tay lập nghiệp, không thích nhờ vả hay dựa dẫm vào tiềm năng kinh tế của gia đình. Họ thích cảm giác tự do, xông pha chiến đấu với những thử thách để có thể khẳng định bản thân mình. Người này thích hợp với các ngành nghề mang tính kỹ thuật. Còn về nhân duyên của những người tuổi Ất Tỵ, họ là những người quảng giao, có nhiều bạn bè, trọng chữ tín, cho nên thường khi khó khăn luôn được rất nhiều người giúp đỡ. Tuy nhiên, với bản chất của họ là khá cứng đầu, bướng bỉnh, tự tin vào bản thân, cho nên hiếm khi lắng nghe lời khuyên hay cảnh báo từ mọi người. Đây là điều mà tuổi Ất Tỵ nên sửa đổi. Ngoài ra, họ cũng khá nhạy cảm, song cảm xúc của họ cũng rất thất thường, không mấy được ổn định. Chỉ cần đối phương tốt với mình thì họ sẽ đem toàn bộ câu chuyện tình cảm của mình đem trao cho người, và dễ trở thành những người si mê mù quáng không lối thoát. Tính cách như vậy cho nên họ hiếm khi bày tỏ tình cảm của mình trước, cũng có phần khắt khe với những người yêu quý mình. Dù tình cảm đã chín muồi hay thậm chí đang chuẩn bị bàn chuyện trăm năm, nhưng đôi khi vì yêu cầu quá cao mà họ khiến cho tình cảm dần trở nên phai nhạt. Ất Tỵ mạng hỏa số này, cung đoài lửa cháy sáng ngời tọa đăng, thu đông lỗi số khó khăn, hai mùa khắc nghịch có ăn lo hoài, xuân hạ mà đặng xanh thai, kẻ hầu người hạ có bồi bếp sai. Số này tuổi nhỏ gian nan, trở nên về lớn có phần an tâm. Số người cách trở lương duyên, bằng không thì cũng vợ trong vợ ngoài. Số mạng phước lớn nhờ trời, khỏi bị chết hụt cũng thời cầm giam. Phải nên phước đức tu tâm, Phật trời hồ độ mới an gia đình. Ất Tỵ mạng hỏa cuộc đời, lửa đèn soi sáng trong ngoài ấm êm, thêm phần điểm mạnh có duyên, công danh dễ tiến, tình duyên dễ tìm, tiền vận cũng lắm đảo điên, trung vận rủi ít nhiều hên, làm ăn phát đạt tuổi tên với đời. Tử vi trong năm 2021 Tân Sửu của những người tuổi Ất Tỵ 1960 năm. Khi bước sang năm 2021, Tân Sửu tuổi Tỵ thuộc hỏa, gặp Sửu thuộc thổ, sinh ra tam hợp kim cục, cho nên thiên can năm là tân kim chính tài sẽ khác với thiên can tuổi Ất thuộc mộc chính ấn. Năm 2021 là năm thuận lợi cho những người tuổi Ất Tỵ, hợp tác trong công việc cũng sẽ được thăng tiến. Tuy nhiên, bản thân cần so sánh lợi hại trong quá trình hợp tác, nếu không bản mệnh sẽ gặp nhiều khó khăn trong sự nghiệp, thân thể sẽ bị ảnh hưởng. Đối với nam mạng hay nữ mạng mà nói, tuổi Ất Tỵ tương hợp với Thái Tuế, cho nên vận trình trong năm 2021 không có quá nhiều điều xui xẻo. Năm 2021, dự báo Ất Tỵ sẽ có nhiều cơ hội về nghề nghiệp, tăng trưởng về tài chính, thuận lợi cho việc phát triển kinh doanh. Trên phương diện tình cảm, Ất Tỵ hiện đã có gia đình yên ấm, con cái đề huề, nhìn chung cũng không có nhiều mâu thuẫn to lớn, cho nên đây là một năm tương đối tốt về mặt tình cảm. Chi tiết về mặt sự nghiệp. Dự báo tuổi Ất Tỵ trong năm 2021 về mặt sự nghiệp. Sự nghiệp thì bị ấn tinh khắc chế nhưng lại cùng tam hợp với kim cục của Thái Tuế, cho nên năm 2021 kênh Tử Vi khuyên các bạn nếu như làm ăn thì nên hợp tác lâu dài mới có thể sinh ra lợi nhuận, đồng thời nên cẩn trọng một chút trong công việc. Có thể Ất Tỵ sẽ gặp nhiều khó khăn vất vả hơn trong cuộc sống hay như trong công việc của mình. Năm nay đã 57 tuổi, thời điểm này là thời điểm đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp, cho nên trước lúc về hưu, Ất Tỵ cần phải cố gắng nỗ lực hơn nữa để có thể đạt được những thành tựu của mình. Năm nay với cục diện tam hợp là thời điểm thích hợp cho những người tuổi Ất Tỵ có thể thăng tiến trước khi bước tới một bước thoái trào. Đối với những người tự lập công ty thì cũng có thể tận dụng cơ hội phát triển bản thân, đồng thời có được nhiều sự phát triển trong công ty của mình. Bên cạnh đó, trong công việc của năm tới, kênh Tử Vi khuyên các bạn không nên quá can thiệp vào cách làm của lớp trẻ. Việc áp đặt tư tưởng không khiến cho công việc của họ tiến bộ, mà nó sẽ khiến cho công việc, công sức của họ mất đi sự sáng tạo. Về tài vận, năm 2021, tài vận của những người tuổi Ất Tỵ dự báo tài vận sẽ không tồi bởi sự hình thành trong công việc kinh doanh, công việc làm ăn, cho nên Ất Tỵ sẽ có được nhiều cơ hội phát triển trong tài vận. Hiện nay những hạng mục đầu tư dài hạn cho đến năm 2020 là đã có thể thu hoạch. Ngoài ra, với sự thông minh, trí tuệ của những người tuổi Ất Tỵ thì trong năm 2021, tài vận sẽ phát triển tốt hơn, mang đến những sự hợp tác sinh lời cho bản thân mình. Năm nay, tài vận của những người tuổi Ất Tỵ sẽ không bị giảm sút, mặc dù không đạt được những thành tựu quá lớn, nhưng tình hình tài chính thì vẫn luôn ở mức ổn định nhất có thể. Về vận trình tình cảm, năm 2021, thiên can của tuổi gặp tài tinh, địa chi năm thì gặp địa chi của tuổi, cho nên sinh tam hợp kim cục, dẫn tới tình duyên của những người tuổi Ất Tỵ trong năm 2021 không hề tệ. Dự báo mối quan hệ của vợ chồng sẽ ổn định, có sự hòa hợp, hỗ trợ lẫn nhau, tình cảm coi như đong đầy. Tuy nhiên, công việc dường như lấy đi thời gian của những người tuổi Ất Tỵ, cho nên việc tuổi Ất Tỵ lơ là gia đình đó là chuyện hết sức bình thường. Vì thế, với những người tuổi Ất Tỵ, hãy chăm sóc tổ ấm của mình chứ đừng nên vô tâm mà hời hợt. Về vận trình sức khỏe của những người Ất Tỵ, năm 2021 dự báo tình hình sức khỏe của Ất Tỵ ở mức bình thường. Năm Tân Sửu tới đây, công việc khá ổn định, cuộc sống cũng không gặp gì quá khó khăn, cho nên tình hình sức khỏe của Ất Tỵ trong năm này tương đối tốt. Kênh Tử Vi khuyên các bạn nên giữ công việc, cuộc sống ở mức cân bằng, bởi lẽ việc lao lực quá mức dẫn tới những cơn đau tim khiến cho sức khỏe suy giảm. Ngoài ra, những lúc lái xe chúng ta nên chú ý một chút, đặc biệt là khi uống rượu thì không nên lái xe, chúng ta hãy nên cẩn trọng hơn với việc tham gia giao thông trên đường. Về sao chiếu mệnh, trong năm 2021, tuổi Ất Tỵ nam mạng được sao thủy diệu chiếu mạng, còn nữ mạng Ất Tỵ được sao mộc đức chiếu. Sao thủy diệu, thủy diệu là một phước lộc tình tốt nhưng cũng kỵ tháng 4, tháng 8, chủ về tài, lộc và hỷ, không nên đi sông, đi biển, đi xa thì tránh qua sông qua đò, giữ gìn lời ăn tiếng nói, nhất là với nữ giới, nếu không sẽ có tranh cãi, lời tiếng thị phi đàm tiếu. Những người mệnh kim gặp sao thủy diệu chiếu thì vô cùng hợp mệnh, bệnh mộc thì cũng rất tốt, nhưng nếu như nữ giới đi làm ăn xa thì sẽ mang được tài lộc về nhà. Người mệnh hỏa khi gặp tròm sao thủy diệu có đôi chút trở ngại, nhưng đó không phải là điều đáng lo vì vốn dĩ thủy diệu là một phước lộc tinh rồi. Tóm lại, tính chất của tròm sao thủy diệu sẽ có hai mặt, trong đó vừa mang đến tài lộc lại vừa có thể mang đến những điều không may mắn cho một số người. Do vậy, với những người không may mắn thì chúng ta hãy cúng giải hạn để có thể hóa giải được những điều xấu xa, còn những người khác thì không cần thiết phải cúng. Và trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao thủy diệu như sau: thủy diệu thuộc về thủy tinh, trong năm nhị nhục nhớ kiềm hiểm nguy, đạo tặc phản phúc có khi, huyền vũ chiếu mệnh lâm vào tà gian, nam nữ vận mệnh bất an, tháng 4 tháng 8 bi lụy trần ai, văn thơ khẩu thiện có hoài, hành lo bày kế đa mưu với người. Tang khốc chẳng khỏi sầu ưu, mất đồ hao của lao đao giữ gìn. Gặp người quen lạ chớ tin, bạc tiền hỏi mượn chớ lầm mà nguy. Về sao mộc đức? Mộc đức là một cát tinh, sao tốt cho cả nam và nữ. Người có sao mộc đức chiếu mạng sẽ gặp được nhiều may mắn trong công việc cũng như cuộc sống. Có người thì có thêm bạn mới, thăng quan tiến chức hay được quý nhân giúp đỡ, đời sống hôn nhân thì hòa hợp. Sao mộc đức chiếu mạng với nữ thì sẽ có họa huyết quang, chiếu mạng với nam giới thì sẽ có bệnh về mắt. Gia đạo có chút bất hòa nhưng nhân khẩu bình an không đáng lo lắng. Tuy nhiên hạn của sao mộc đức vừa xấu nhưng cũng có thể mang lại những điều tốt đẹp. Những người mới khởi nghiệp nếu như gặp năm mộc đức thì hãy cẩn thận đề phòng những thất bại, đề phòng không quá kiêu ngạo tự phụ mà cần phải khiêm tốn, lắng nghe ý kiến của mọi người, nhất là những người tiền bối đi trước. Những người thuộc mệnh kim, mệnh mộc gặp sao mộc đức chiếu mạng thì có thể gặp trở ngại ở thời tiền vận, tức là nửa đầu năm, nhưng cuối năm lại được thuận lợi và an toàn. Người có sao mộc đức chiếu mạng có thể gặp được quý nhân chỉ bảo trên con đường sự nghiệp, kinh doanh. Dù gặp tai ương hoạn nạn thì cũng biến nguy thành an, chuyển họa thành phúc, cho nên không phải quá lo lắng. Nhìn chung những ai đang có sao này chiếu mạng thì nên chuẩn bị thật tốt những kế hoạch, những dự án mà mình ấp ủ để có thể triển khai. Với những người đang trong trạng thái cát vận thì sẽ được may mắn trong công việc, có bạn bè mới, thăng quan tiến chức, quý nhân trợ mệnh, hôn nhân hòa hợp, tốt về mặt cưới hỏi, công việc sẽ bình an, sinh tài lợi. Còn với những người khi đang ở thời hung vận thì đề phòng những thương tật ở mắt, gia đạo gặp chút bất hòa nhưng mọi người trong gia đình đều được bình an, không có gì nguy ngại. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao mộc đức như sau: Mộc đức tọa mệnh trong năm, tháng 10 tháng chạp tin mừng tới thăm, được người trợ giúp không ngừng, tiền bạc vay mượn đem cho nhẹ nhàng, thanh long chiếu mệnh vững vàng, có người chỉ bảo vượng đường làm ăn, ví như trời tối gặp trăng, cá kia vào nước làm ăn rõ đường. Sao tốt mộc đức thái dương, nếu gặp hạn nặng chớ khinh thường, tất an. Về vận hạn trong năm 2021 Tân Sửu. Trong năm 2021, Ất Tỵ nam mạng sẽ gặp hạn thiên tinh, còn nữ mạng sẽ gặp hạn về tam queo. Hạn thiên tinh. Khi gặp năm có hạn thiên tinh, đa số đường số sẽ gặp những rắc rối liên quan tới luật pháp, có thể bị kiện cáo, nặng thì bị truy tố, xét xử, chịu án phạt. Ngoài kiện cáo hình pháp thì còn dễ gặp tai nạn về ban đêm, thường là trộm cướp, té ngã khi trời tối. Hạn thiên tinh chủ về bệnh tiêu hóa, rối loạn chức năng tiêu hóa, đau bụng, đau dạ dày. Nặng hơn thì có thể bị ngộ độc thực phẩm. Phụ nữ có thai dễ bị tai nạn về thai sản. Có điểm dễ bị té ngã trên cao do việc leo trèo. Vì vậy, hạn thiên tinh gần giống với các bộ sao như cự môn, hóa kỵ, điếu khách trong môn tử vi đầu số. Cự môn, hóa kỵ, điếu khách là dễ bị té ngã, bị tai nạn giao thông. Ngoài ra, hóa kỵ là sao chủ về các loại hóa chất độc hại, cho nên nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm cũng rất cao. Một số phương pháp để có thể hạn chế tác họa của hạn thiên tinh. Thứ nhất, đề phòng kẻ trộm. Chúng ta hãy nuôi chó, tu sửa cổng, tường bao cho an toàn chắc chắn. Thứ hai, nên thực hiện ăn chín uống sôi, nấu nướng chế biến thực phẩm phù hợp với các nguyên tắc về dinh dưỡng khoa học, không sử dụng những thực phẩm không rõ nguồn gốc, bị mốc hỏng, biến chất, không đảm bảo về an toàn. Thứ ba, không leo trèo cây cối hoặc là leo trèo ở độ cao. Nếu như làm việc ở những nơi có môi trường tính chất nguy hiểm như xây dựng, trèo thang, leo giáo hay làm cơ khí, mái tôn thì cần có chế độ bảo hiểm, sử dụng đồ bảo hộ một cách an toàn, hết sức thận trọng trong quá trình tác nghiệp. So với các hạn khác, dẫu về thiệt hại về tài sản, tiền bạc thì hạn này có thể giáng những đòn nặng nề với sức khỏe của đường số. Những nguy cơ về hình pháp, về kiện cáo, bị xử phạt cùng với những tai nạn, bệnh tật dễ mắc phải khiến cho những người gặp hạn này chịu nhiều tổn thất không thể tính toán được bằng những con số về tiền bạc của cái. Hạn tam queo. Có một câu thơ diễn tả về hạn tam queo như sau: Huynh tuyền bệnh nạn nguy vong, tam khoeo đau mắt đề phòng tay chân, hay tam khoeo thống nhãn thường thổ túc. Như vậy, căn cứ theo ý nghĩa của những câu thơ trên thì hạn tam khoeo sẽ chủ về sức khỏe. Vì vậy, việc hạn tam khoeo tốt hay xấu được rất nhiều người quan tâm. Những người gặp hạn tam khoeo này có thể bị mắc các bệnh về suy giảm thị lực, đau mắt, cận thị. Một số người khác có thể mắc các chứng bệnh liên quan tới xương, khớp, đau tay, đau chân, té ngã, dẫn tới bị thương tích. Theo nhiều tài liệu đáng tin cậy khác thì ngoài sức khỏe đề phòng các bệnh về mắt, tay, chân thì những người gặp hạn tam khoeo còn có thể gặp những chuyện thị phi, miệng tiếng, cãi vã. Nhiều người bị những người xung quanh lên án, phê bình, châm biếm, đả kích, chịu những cú sốc hay áp lực về tâm lý rất lớn. Đứng trước những nguy cơ về sức khỏe, tâm lý như vậy, những người gặp hạn tam khoeo, chúng ta hãy tìm những cách để có thể giải hạn tam khoeo, giảm thiểu những điều bất lợi xảy ra với bản thân và gia đình như sau. Thứ nhất, chúng ta nên tu tâm dưỡng tính, thay đổi bản thân, trau dồi phẩm chất đạo đức, làm nhiều việc lương thiện, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những hoạt động từ thiện, giúp đỡ người khác sẽ thường mang lại may mắn cả về sức khỏe, công danh, sự nghiệp. Trong những cách giải hạn tam khoeo được đề cập thì việc giữ gìn vệ sinh, bảo vệ thị lực, tăng cường vitamin A trong thực phẩm, hạn chế tiếp xúc với nhiệt độ cao, ánh sáng mạnh, khói bụi, ô nhiễm, giữ gìn vệ sinh nguồn nước cũng rất quan trọng. Với những người làm công việc liên quan tới cơ khí, hàn gắn thì cần phải trang bị đồ bảo hộ đầy đủ và kỹ càng. Còn với những người làm việc với máy tính, điện thoại với cường độ cao thì cần phải có chế độ nghỉ ngơi phù hợp. Với những vấn đề liên quan tới thị phi, miệng tiếng, châm biếm đả kích, phê bình thì những người tuổi Ất Tỵ nên có kiến giải thông đạt, không nên chấp vặt, thù dai, để bụng, để cho tinh thần chất chứa những điều không vui. Hạn tam khoeo cũng như những hạn khác rất khó có thể hóa giải hoàn toàn, nhưng nếu biết vận dụng một cách khéo léo có thể giúp cho những người Ất Tỵ giảm bớt những nguy cơ với sức khỏe và tinh thần của mình. Với vận niên trong năm 2021 của tuổi Ất Tỵ, năm 2021 Ất Tỵ gặp vận niên xà hãm tỉnh. Xà hãm tỉnh là con rắn bị nhốt dưới đáy giếng, cho nên năm 2021 bản mệnh cần đề phòng bị tai nạn, đi đứng phải chú ý thật cẩn thận, không nên đi cùng xe với những người có hạn giống với mình. Nếu như bản mệnh biết kiên nhẫn chờ thời cơ thì việc gì cũng có thể làm xong, nếu không quá vội vàng hấp tấp sẽ là dục tốc bất đạt. Công việc kinh doanh làm ăn trong năm này thì bản mệnh nên giữ nguyên như cũ, hạn chế những sự thay đổi. Tuổi Ất Tỵ trong năm 2021 có phạm phải thái tuế hay không? Trong năm 2021 sẽ có 5 con giáp phạm phải thái tuế. Thứ nhất là tuổi Sửu phạm trịnh thái tuế là 5 tuổi của những người tuổi Sửu. Thứ hai, tuổi Ngọ phạm hại thái tuế, tuổi Mùi phạm xung thái tuế, tuổi Thìn phạm phá thái tuế, tuổi Tuất phạm hình thái tuế. Như vậy năm 2021 Ất Tỵ 1960 năm không phạm phải hạn thái tuế. Tuổi Ất Tỵ 1960 năm trong năm 2021 có phạm phải tam tai hay không? Trong năm Tân Sửu 2021 này, những người sinh năm 1960 năm Ất Tỵ 57 tuổi đã gặp hạn về tam tai. Hạn tam tai tức là hạn của 3 năm liên tiếp đối với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là 3, số 3, thứ 3, còn tai chính là tai họa. Trong một đời người thì cứ 12 năm sẽ có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai. Với những người gặp hạn tam tai như những người tuổi Ất Tỵ thì có những biểu hiện cụ thể như sau. Thứ nhất, dễ bị kích thích, nóng nảy thất thường. Thứ hai, hay bị tai nạn xe cộ ngoài ý muốn. Thứ ba, bị thương tích trong những việc nhỏ nhặt. Thứ tư, bị kiện cáo hay dính vào những thị phi không đáng có. Thứ năm, hay mất tiền của, công việc không ổn định, thậm chí thất nghiệp, công ty phá sản. Thứ sáu, bị mang điều tiếng, bị oan ức. Thứ bảy, có tang trong gia đình, mất mát người thân. Về cơ bản, năm đầu của tam tai thì chúng ta không nên bắt đầu làm những việc trọng đại. Nằm giữa tam tai không nên dừng việc mình đang tiến hành. Năm cuối tam tai không nên kết thúc việc quan trọng vào đúng năm này. Tuổi Ất Tỵ 1965 trong năm 2021 có phạm phải tuổi Kim Lâu hay không? Tuổi Kim Lâu là một khái niệm trong khoa học cổ Đông Phương để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Kim Lâu sẽ có 4 dạng, đó là Kim Lâu Thân, Kim Lâu Thê, Kim Lâu Tử và Kim Lâu Lục Giúp. Như vậy trong năm 2021, Ất Tỵ 57 tuổi sẽ phạm phải tuổi Kim Lâu Thê. Khi phạm phải Kim Lâu Thê thường sẽ gây họa cho người vợ. Những người gặp năm phạm Kim Lâu thì nam kỵ cất nhà mua xe, nữ kỵ cưới chồng. Tuy nhiên Kim Lâu không đáng sợ bằng Đế Lâu. Nếu như không thể chờ đợi thì chúng ta cứ tiến hành xem ngày tháng tốt mà khởi sự công việc đại sự. Tuổi Ất Tỵ trong năm 2021 có phạm phải hạn hoang ốc hay không? Về mặt khái niệm, hoang có nghĩa là bỏ hoang trống vắng, ốc có nghĩa là nhà, thế nên hạn này có nghĩa là ngôi nhà hoang, một vận hạn mà chúng ta cần tránh, cần kiêng kỵ khi xây nhà. Nếu như làm nhà mà gặp năm hoang ốc thì cuộc sống sau này sẽ trở nên khó khăn trắc trở, làm ăn khó phát đạt, sức khỏe trở nên suy kém, cuộc sống gia đình có nhiều vấn đề theo chiều hướng tiêu cực. Và như vậy trong năm 2021, tuổi Ất Tỵ 57 tuổi âm sẽ phạm phải tuổi hoang ốc, lục hoang ốc. Theo như tài liệu cổ và kinh nghiệm của dân gian thì cổ nhân đã có cách hóa giải bằng cách nếu như gặp hạn hoang ốc thì không nhất thiết không được xây dựng. Với những năm đó thì sau khi xây cất xong, gia chủ trước khi nhập trạch về nhà mới thì nhờ người khác, thường là người thân, người mà không phạm phải hạn hoang ốc đến ở một thời gian, sau đó thì chủ nhà mới dọn đến ở một cách chính thức. Các bạn đã được lắng nghe video Tử Vi chọn đời tuổi Ất Tỵ 1965 trong năm 2021 Tân Sửu của kênh Tử Vi. Nếu như các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy chia sẻ để có thể ủng hộ cho kênh Tử Vi. Xin chào và hẹn gặp lại.